Ok, chắc là God nó về rồi anh em ạ. Thôi mình biến về, mình regen hồi máu một tí nhá. Ôi, ô làm sao có sai ở đây mà nó lại ném cái quả bi ảo ma thế nhở? Nó đặt cả chiêu 2 luôn anh em này. Chắc là tay to, tại vì tôi chơi rank cũng gần vinh quang rồi mà anh em. Ok, tôi dình con God đây nhá, chắc nó đi ngang qua đây. Ôi, này thì chạy đấy. Ôi nhưng mà anh em nhìn kìa, anh em nhìn kỹ nhá, nó bật cả tốc hành lên trước của này. Tức là nó phải biết rằng là có cái gì đang lao đến cơ. Ôi, tay to rồi, tay to rồi. Ok, tầm này chắc là không có tầm nhìn, mà tôi đi luồn như thế này thì chắc chắn đứng trong bụi không thể thấy tôi được. Đấy, tôi sẽ đứng ở đây tôi rình xem có thằng nào đi ngang qua để tôi bớ được. Ôi, ok, what the fuck, thằng God này kiểu gì đấy? Ủa làm gì có tầm nhìn ở đây đâu. Mợ sẽ đứng ở đây và sẽ nhìn lo một chút xíu nhá, đứng ở mé mé cái góc này này. Nếu như mà nó có check map thì nó sẽ ném ở góc trên góc dưới, nó không thể nào ném dính được mỡ. Ô cái gì đấy, ôi vãi nồi, vãi cả nồi. Thôi mùi rồi, mùi rồi, mùi rồi, mùi rồi, mùi rồi các ông ạ. Mùi rồi, đến thời điểm hiện tại tôi có thể khẳng định là cái con gót này nó có mùi rồi. Với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với gameplay với Hellcurt ở mùa giải thứ 29 ở trên cái mức rank, đó là rank gần vinh quang thần thoại rồi anh em ạ. Mỡ chỉ còn thiếu 5-6 điểm nữa thôi. Và ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái bảng ngọc rất là quen thuộc của cái vị tướng Hellcurt này. Một cái bảng ngọc với cái điểm tài năng đầu tiên là xé nát, điểm thứ hai là tách biệt, và điểm cuối cùng là cái cung hòa sùng bái. Đây là một cái bảng ngọc chuyên dành cho cái vị tướng sát thủ Hellcurt này trong những cái tình huống đi gánh lẻ, đi gánh đơn mục tiêu anh em nhá. Vâng, và ở trong trận đấu này thì bên cạnh cái việc những cái set đồ truyền thống mà Mỡ để ở góc dưới bên trái, ví dụ như là cái lưỡi liềm thợ săn, cái kiếm diệt cỏ, kiếm diệt quỷ, súng nộ năng ra, thì Mỡ sẽ thử lên cho mình đó là cái trang bị thương thần long cho cái vị tướng Hellcurt này. Bởi vì cái thương thần long đều tăng những cái chỉ số tương đối phù hợp cho Hellcurt, nó tăng đam, nó tăng tỷ lệ chí mạng, nó giảm thời gian hồi chiêu, và nó sẽ cho cái con heo cớt này thêm 15% tốc chạy trong khoảng 7,5 giây khi mà cái vị tướng này kích hoạt cho mình đó là cái chiêu cuối bóng đêm bao trùm. Đấy, thì khi mà chiêu cuối của heo cớt được kích hoạt thì bản thân cái chiêu cuối này đã cho heo cớt một cái lượng tốc độ di chuyển nhất định rồi. Thì khi mà có được thêm cái cộng hưởng đến từ cái thương thần long thì liệu rằng nó có mang đến một cái sự bất ngờ dành cho team bạn hay không, thì chúng ta sẽ cùng test thử cái trang bị này lên cái vị tướng heo cớt xem anh em nhá. Ok, rồi. Trận đấu này là một cái trận đấu mà Mỡ đang chơi ở cái mức rank bách chiến thần thoại 40, 44, 45 điểm, Mỡ không nhớ lắm. Đấy, và Mỡ cũng đã tiệm cận được đến cái rank vinh quang thần thoại ở mùa này rồi. Một tình huống bật chiêu cuối lên lao vào dồn sát thương kết liễu đi được đó là God. Một tình huống dồn rất nhanh khiến cho God anh ta không kịp phản ứng để mà có thể gọi là trở tay thay quần áo. Cái tình huống vừa xong thì chắc là God phải nó phải có tốc biến ấy, nó phải có một cái gì đó thì nó mới chạy được cơ. Chứ hình như là trận đấu này God cầm cái tốc hành thì chạy bằng cái lông nách anh em ạ. Và tiện đường công tác thì sau khi hạ xong đi được đó là người chơi đứng giữa bên phía của team bạn thì Mỡ sẽ ăn đi cho mình đó là cái con rùa này. Cái trận đấu này chưa thấy dừng bên phía của team bạn có đùm cái động thái. Ô tôi vừa mới nói xong. Ơ cái gì đấy? Ô cái tình huống vừa xong tôi nhớ là tôi auto click vào cái chiêu 1 mà. Tại sao lại không nhảy vào con Nata nhỉ? Hình như khả năng cao là do cái con Nata đấy lúc mà tôi chuẩn bị nhảy thì nó bật cái chiêu của ơi. Nãy không kịp để ý, không biết là con Nata nó đã có cái level 4 chưa nhỉ anh em nhỉ. Mà thôi không sao, dù gì đi chăng nữa thì Mỡ cũng đã kịp có được cho mình đó là cái con rùa rồi. Và sau đó là lùi về, chiêu cuối đã sẵn sàng để mà có một cái tình huống chắc là sẽ lên đường trên để ganh hộ cho đó là cái vị tướng Brod đi, người chơi xạ thủ bên phía của team Mỡ. Nhưng mà rất may là đã có khu fra bên phía của team Mỡ lên rồi, liệu rằng Brod đi anh ta có hiểu ý hay không? Câu trả lời ở đây là có vẻ như là không băng trụ được, bởi vì Melissa đã lùi khá là sâu và thậm chí là khu fra cũng đã lao vào rồi. Ôi nhưng mà có sự xuất hiện của đó là cái vị tướng Natalia. Tuy nhiên đường giữa kìa, Xavier đã có một cái tình huống bắn chiêu cuối lên kết liễu đi được Melissa, nhưng tuy nhiên thì Brody cũng đã bị Natalia bên phía của team bạn hạ gục, bởi vì Nata bên phía của team bạn, ôi ném bi chuẩn ấy, vãi cả trưởng anh em ạ. Ôi tôi không canh thành công được đó là cái con Roger rồi. Một tình huống căn đam ném bi rất chuyên nghiệp và thành công đến từ vị trí của đó là God. Nhưng mà thôi không sao anh em ạ, vừa xong là một cái tình huống hơi lãng phí chiêu cuối đến từ vị trí của Mỡ. Mất chiêu cuối thì tôi đang hơi khó ganh anh em ạ. Chiêu cuối nó sẽ hồi đâu đấy, nó rơi vào khoảng tầm 30 giây nữa. Tuy nhiên là Mỡ sẽ lên đường trên, Mỡ sẽ lên đường trên để ganh vào vị trí của đó là cái vị tướng Melissa. Một tình huống nhảy dồn sát thương, Melissa bị ăn rất nhiều đam, anh ta phải tốc biến về phía nhà.
nhưng vẫn còn đó là cái ký ức tan vỡ đến từ vị tướng Brody, và Melissa đã phải lưu lại điểm số mỡ có được cái mạng hỗ trợ ở đầu tiên. Trong khi đó thì ở phía phần rừng của team bạn thì có khu Fry bên phía của team mỡ đang có một cái động thái muốn dồn sát thương, và đó là cái vị tướng Roger. Trận đấu này đang khá là đồng đều giai đoạn đầu game, anh em có thể thấy đúng không ạ? Mỗi bên đã có được cho mình đó là 4 mạng hạ gục rồi. Và phía bên này thì có đó là cái vị tướng Kufra đang đi check tầm nhìn hộ mỡ. Rùa nó sắp ra rồi, ở đây là có Roger, ở đây là có đó là cái vị tướng God, và mỡ bật chiêu quầy bóng đê bao trùm và lao vào dồn sát thương. Kết liễu đi được đó là cái vị tướng God. Anh ta không kìm trở tay thay quần áo, và đồng nghĩa với việc mỡ cũng đã phải đánh đổi đi cho mình đó là Kufra. Kufra đã phải lấy bàn điểm số. Nhưng tuy nhiên ở phía bên này là chói chặt thành công đến từ vị trí của Xavier. Mỡ ngay lập tức quay người trở lại bằng cái cú nhảy đến từ chiêu 1 và mang về mạng thứ 2 của mỡ trong cái tình huống vừa xong. Đây là mạng thứ 3 của cá nhân mỡ trong cái trận đấu này rồi. Và sau khi ăn đi được cho mình xong đó là 2 mạng thì mỡ sẽ di chuyển ra để mà ăn đi cái con rùa. Nhưng mà ôi, với cái lượng máu như thế này thì mỡ hơi ghê anh em ạ. Thật ra ăn rùa mà team bạn có Nata máu chỉ còn từng này thôi thì không biết đây có phải gọi là liều ăn nhiều không, chứ bây giờ cái con Nata nó la ra nó cào một cái nó lướt xong rồi nó chảm sắt chết bố nó còn đâu nữa anh em. Nhưng rất may mắn là Nata ở đường trên và mỡ đã có được cho mình đó là cái con rùa này rồi. Nata cũng đã phải lấy bàn điểm số đổi mạng với Brody. Và như vậy là giao tranh có lẽ là đã kết thúc rồi. Lượng máu của mỡ cũng không còn nữa. Mỡ sẽ dịch chuyển về nhà để mà hồi máu một chút xíu anh em nhé. Ôi, ôi vãi nổi. Cái con God này chơi như kiểu gọi là hack map hoặc là pro player ấy anh em ạ. Và thật ra là mỡ không nghĩ là trận đấu này mỡ có gặp hack map. Bởi vì là cái... Ui, vãi nổi. Ui, tham minh kinh ấy. Như này là phải có khả năng đọc map kinh lắm anh em này. Thật ra mỡ nghĩ là ở trong những cái trận đấu rank bách chiến ý, thì mỡ nghĩ đến khả năng đọc map nhiều hơn là cái khả năng hack map. Bởi vì ở thời điểm hiện tại trận đấu đang mỡ đang ở giai đoạn giữa mùa mà xô rank lên gần vinh quang thì mỡ nghĩ là do người chơi tay to thôi, chứ không thể nào là do hack map được. Vừa xong là một tình huống xử lý quá kinh đến từ God. Anh ta có 2 lần anh ta check được cái vị trí của mỡ và anh ta đã làm cho mỡ chậm một chút trong cái quá trình gọi là đi gank. Rồi mỡ sẽ đứng ở trong bụi này anh em nhé. Thông thường ý là God nó sẽ đi đường này nó đi về, bởi vì nó vừa ở đường dưới. Anh em hiểu không? Ôi, ôi God nó đi đường kia cẩn thận thế. Để xem nào. Ui, nó mà tốc hành luôn anh em này. Ui, của God này kinh nhờ. God này tay to à. God không skin. Trông cũng hơi nghi nghi anh em ạ. Đáng nhìn trông cũng gắt đấy. Cảm giác có một cái gì đấy nó không đúng lắm anh em ạ. Nhìn trông hơi có điểm. Từ trước đến giờ mỡ chơi Mobile Legends là mỡ chưa bao giờ gặp phải một hacker nào, hay nói cách khác là Mobile Legends nó có được một cái khả năng kiểm duyệt về cái việc có hack hay không rất là kỹ. Và đặc biệt đây là trong những cái trận đấu rank cao ấy, cái việc mà tài khoản của một cái người chơi ấy, mà người ta trân trọng cái tài khoản của người chơi ấy là có. Rất là khó để mà cho người chơi có thể gọi là đánh đổi một cái trận hack, một cái trận thắng để mà gọi là đánh đổi cái tài khoản của mình. Cho nên là không sao, có thể là do God đánh hay. Một tình huống mỡ lên cạnh đường trên bật chiêu quế lên, kết liễu đi được đó là Melissa, kèm theo đó là Roger đã phải lên bảng điểm số. Mỡ mang về mạng thứ 5 của top mỡ trong cái trận đấu này. Tuy nhiên ở đường giữa kìa thì đã có một cái tình huống làm thịt thành công Xavier đến từ vị trí của Natalia. Vâng, Nata đã làm gỏi được Xavier rồi. Thôi tiện đường công tác thì chúng ta sẽ đi ăn đi cho mình đó là cái con rùa này anh em nhá. Chúng ta sẽ tiện đường đi ăn cho mình đó là cái con rùa này. Và sau đó chúng ta sẽ... Ây da, Nata ra cắn mỡ anh em này. Ây da, Nata khỏe thế. Ây da. Ồ, vừa xong hình như là Nata chưa kịp chảm sát, hoặc là cô nàng không có chảm sát, nhưng đó là một tình huống mà khu Fra ra kịp nên mỡ đã kết liễu đi được đó là Nata và mang về mạng thứ 6. Vâng, rất may mắn, nhưng dĩ nhiên rồi, không phải đâu, do anh em, do mỡ tính đam đấy anh em ạ. Đây này, tắt đèn câm lặng đi được cả Edith, cả đó là cái vị tướng Roger, và cặp đôi này lên bảng điểm số bằng một tình huống tập kích của mỡ và Kufra. Team bạn đang vỡ trận ở thời điểm hiện tại, khi mà đầu game họ còn đánh cân kèo với team mỡ phút thứ 4, cả hai bên có được 4 mạng đấy. Nhưng ở thời điểm hiện tại phút thứ 8 là team mỡ đã có được tới 18 mạng, trong khi đó thì team bạn mới chỉ dừng chân ở con số 9. Chênh lệch đâu đây nó lên vào khoảng 9 mạng hạ gục rồi. Và team của mỡ đang kiểm soát được cái tình hình cũng như là cái thế trận cục diện ở trong trận đấu này. Chỉ mất duy nhất một trụ ở đường dưới thôi, còn lại thì trụ ở đường giữa và kèm theo đó là trụ đường trên là đã bay màu bằng sạch rồi. Và anh em có thể nhìn thấy là cái con Hellcurt ở meta hiện tại mùa giải thứ 29 ý, nó đang có được một cái sức ảnh hưởng rất mạnh. Rồi Nata ẩn thân mỡ thấy rõ 1-1 và mỡ bật chiêu cuối lên. Một xiên Natalia lên bảng điểm số. Một xiên mà Natalia đi bụi luôn, và cào cái nhẹ thôi là Nata bay màu, mang về mạng thứ 8 của cá nhân mỡ rồi.
lại tiếp tục đánh nhau ở trong phần rừng bên phía của team bạn. Nhưng mỡ thì không ra kịp, nhưng tuy nhiên lại mỡ lại gặp cái con Roger ở đường giữa. Roger muốn đẩy được một xuyên, Roger mất đi một phần hai cây máu và chạm sát đâu đó là một cái tình huống trừng phạt bằng xuyên. Roger bị làm chậm và Roger không chạy nổi. Roger lên bảng điểm số và mỡ có được cái mạng thứ 9 rồi. Vâng, ui, trong khi đó thì team của mỡ kiệp, Roddy đang solo 1v1 với cái vị tướng Edit và anh ta làm được điều đó với cái sự trợ giúp đến từ vị trí của Xavier. Nhưng trong khi đó thì ở đường trên thì có một tình huống gọi là Roddy anh ta không kịp về. Khi mà Natalia đã kịp vòng lên đường trên và kết liễu đi được đó là cái vị tướng Roddy rồi. Mỡ sẽ có một cái tình huống bật chiêu cuối ở đây. Lao vào dồn sát thương, Roger đi rất vòng vèo. Anh ta đã cầu đi rất nhiều cái lượng máu của mỡ và ui, tí nữa thì mỡ lên bảng điểm số. Một lối chơi rất khó chịu đến từ vị trí của đó là cái vị tướng God. Anh ta đi vòng vèo để trụ cầu đa mỡ. Và rất may trong tình huống vừa xong, mỡ là một bậc thầy tính đa anh em ạ. Hơi sàm lông tí thôi mà thật ra là cũng có một cái sự may mắn. Nên là mỡ đã thoát được khỏi cái tình huống phải lên bảng điểm số anh em ạ. Game đấu này càng đánh về lết càng căng. Nhưng mà mỡ đang rất xanh chín ở trong cái trận đấu này. Với việc mỡ đã có được cho mình đó là KDA 10-03 ở thời điểm hiện tại. Và đang rất xanh. Để xem nào. Có cho mình đó là cái mạng như thế này thì chắc chắn là mỡ sẽ không thể lên bảng điểm số được. Bởi vì bây giờ mà mỡ bị lên bảng là một cái lượng vàng rất lớn, nó sẽ tinh tinh vào tài khoản bên phía của team bạn. Giao tranh đang được nổ ra rất đông ở đường trên, như anh em có thể đang nhìn thấy ở đây, rất hỗn loạn với rất nhiều chấm. Và mỡ sẽ có một tình huống đi vòng đằng sau. Melissa không bị hạ gục, mỡ có mặt ở đây. Edit không đáng để lao vào anh em ạ. Lao vào Edit thì hơi mất công. Nhưng Natalia thì ok, bật chiều cuối lên, Natalia không phát hiện ra được mỡ. Và sau đó một xiên Natalia lên bảng điểm số. Natalia bay màu và Brody làm gì đấy? Ôi, ký ức tàn vỡ đến từ Brody là đẹp. Nhưng sau đó anh ta cũng đã phải bay màu mất rồi. Lên bảng điểm số đó là Brody bên phía của team bạn. Và sau khi mà hoàn thành xong những cái món trang bị cần thiết thì mỡ sẽ hướng lên cho mình đó là cái thương thần long nhá. Đấy, bây giờ thì mỡ đang hướng lên cho mình đó là cái thương thần long này. Rồi ok, 11-04, rất xanh. Tầm này bắt mỡ là rất khó. Có vẻ như là team bạn bây giờ mà muốn bắt mỡ thì họ sẽ cần phải tập trung từ 3 đến 4 người. Ít phải Natalia, Roger xong rồi đi với cả con God Gear và từ các kiểu cơ. Rồi mỡ đứng ở đây, kẻ địch không có tầm nhìn của mỡ ở trong cái trận đấu này. Và đây, ôi, ôi cái gì đây? Ui, ui con God này nó combo như kiểu nó có tầm nhìn của mỡ vậy. Ôi, con God này không skin là tôi thấy mùi nha. Tôi thấy mùi con God này nha. Chắc chắn tình huống vừa xong là không thể nào có được tầm nhìn của mỡ nếu như đứng ở trong cái bụi như vậy. Ôi tôi thấy hơi mùi anh em nha. Tôi thấy hơi mùi đấy. Hơi rau mùi rồi. Đấy, con God bình thường ấy, rank cao ok, nhưng mà nó có skin thì không nói, nhưng con này không có tí skin nào cả. Tôi thấy hơi mùi anh em ạ. Tôi thấy cái tình huống vừa xong con God làm cho mỡ phải cân nhắc. Kinh đấy. Nó xử lý từ đầu game đến giờ là toàn mấy cái pha mà khẳng định với anh em rằng là tôi cũng phải hết hồn luôn. Cảm giác mình đứng trong bụi như kiểu gọi là không có bụi vậy. Rồi ok. Đường trên đang có một cái tình huống mà team mỡ đang tập trung để giết hạ gục đi được đó là cái vị tướng Natalia. Và team mỡ vừa xong cũng đã ăn đi cho mình đó là cái con Lord ở thời điểm hiện tại rồi. Và đây sẽ là một tình huống đẩy đường đến từ team mỡ và chúng ta sẽ cần phải gọi là kết thúc trận đấu này sớm nhá. Rồi ok, trang bị cuối cùng mà mỡ lên đến từ cái vị tướng Helcurt sẽ là cái trang bị thương thần long. Và bây giờ sẽ làm tình huống gọi là đẩy đường, chúng ta sẽ phải chờ khoảng 5 giây nữa để cái đợt lính mới được xuất hiện và khả năng cao cái con Lord nó sẽ xuất hiện cùng với cái đợt lính mới đó. Rồi bật chiều cuối vào và sau đó xiên nhưng không thành công. Team bạn lùi về rất sâu và họ thoát được khỏi cái tình huống đi gank tập kích vừa xong. Mặc dù mỡ bật chiều cuối lên chạy rất nhanh nhưng team bạn lùi về còn nhanh hơn. Và như vậy đây một tình huống Lord được triệu hồi ra, nhưng đây chỉ là cái con Lord màu tím mà thôi, không phải Lord màu vàng. Đặt ra chiều hai trước đến từ vị trí của God. Và ôi Natalia nó đứng ở trong bụi nó chờ mỡ anh em ạ. Vâng, rất gắt đến từ Natalia. Mỡ đã mất đi một cái lượng máu không đáng kể, nhưng nó làm chậm đi cái khả năng đi ganh đến từ vị trí của team mỡ. Rồi ok, chúng ta sẽ đứng ở đây nhá. Và chắc là ping dán Lord đi anh em ạ. Ping dán Lord thôi. Tình huống Lord vừa xong mà mỡ ăn ý, nó không có tác dụng gì nhiều cho lắm. Bởi vì là cái con Lord đó chỉ là cái con Lord màu tím mà thôi. Tuy nhiên team bạn đang có những cái động thái phản kháng. Khi mà Harris lại bị Roger kết liễu, trong khi đó thì khu pha bên phía của team mỡ bị Edith hạ gục. Mỡ đã phải bật chiêu cuối lên để lao vào rất nhanh đến từ cái nội tại của cái thương thần long và cái chiêu cuối kết liễu đi được Melissa. Một tình huống lấy 1-2 hơi lỗi anh em ạ. Ôi nhưng mà ôi dồi ôi, sao lại 1-3 là như nào này? Thôi đừng chết ông Brody ơi, lỗ đấy. Đánh nhau như thế này là chỉ có lỗ thôi chứ không có lời đâu. Cảm giác như team bạn đang có được những cái động thái họ đang muốn lật kèo anh em ạ.
cái game đấu này thì team bạn đang muốn có những cái động thái lật kèo, chúng ta cần phải đánh cẩn thận một chút xíu anh em ạ. Mỡ sẽ đứng ở đây nhá. Đấy, đứng ở đây để mà gọi là xem team bạn nó đang di chuyển ở đâu và nó đang làm gì. Trong khi đó thì team mỡ đang lên bảng điểm số, chắc chắn là kẻ địch nó sẽ không thể nào có được cái tầm nhìn của mỡ ở đây rồi. Và ở phía bên kia là đang có Edith, kèm theo đó là Ruger. Mỡ sẽ đứng ở đây và sẽ nhìn lo một chút xíu nhá, đứng ở mé mé cái góc này này. Nếu như mà nó có checkmate thì nó sẽ ném ở góc trên góc dưới, nhưng nó không thể nào ném dính được mỡ. Ô cái gì đấy, ôi vãi nồi, vãi cả nồi. Thôi mùi rồi các ông ạ. Mùi rồi, đến thời điểm hiện tại tôi có thể khẳng định là cái con God này nó có mùi rồi. Chắc chắn không thể nào có một cái tình huống mà tự tin làm high skill để mà đi check một cái bụi là như vậy. Đến pro player tay to cũng không thể nào mà xử lý một cái tình huống là như vậy. Rồi, rau mùi rồi anh em ơi, ok. Rồi, tôi tạm thời xác định nhá. Trước đến giờ thì mỡ vẫn tin là Mobile Legends nó không có cái... nó cũng không có cái hack map. Đến thời điểm hiện tại là tôi đang phải cân nhắc với những cái tình huống xử lý quá tuyển thủ đến từ vị trí của God anh em ạ. Nó đánh kinh quá. Ơi, chết rồi, Khufra đâu nhỉ? Ui, Khufra lại phải mãi đi lùa Nata. Và tình huống vừa xong để cho cái con God và Roger nó lao thẳng vào. Và như vậy là mỡ đã mất đi cho mình đó là cái con lót ở thời điểm hiện tại mất rồi. Rất đáng tiếc, nhưng mà có vẻ như là team bạn đang muốn comeback anh em ạ. Chết rồi, đánh vớ vẩn là thua anh em ơi. Ký ức tan vỡ đến từ Brody không thành công. Và quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong trận đấu này, phút thứ 18. Phút thứ 18 của cái trận đấu này rồi. Team của mỡ bây giờ thì đang có vẻ như là đang hơi đuối trong cái việc đi ganh các thành viên bên phía của team bạn. Natalia đang cố gắng đào thoát nhưng bị mỡ trừng phạt. Và Natalia lên bảng điểm số. Và phía này có God đấy rồi. Mày chạy đâu, tóm nó lại, tóm cái thằng rau mùi này lại. Để tôi ông ơi, tóm cái thằng rau mùi này lại. Ủa, cái thằng rau mùi này, cái thằng đến từ Malai này. Thằng này rau mùi lắm anh em ạ. Tôi khẳng định với các ông là rất rau mùi. Ok rồi, trận đấu này vẫn chưa kết thúc được anh em ạ. Kéo dài đến phút thứ 19. Wow, liên tục là những cái tình huống mà tôi không thể ngờ, không thể lường được luôn. Kiểu không hiểu kiểu gì, chấm hỏi luôn. Chắc là sẽ phải chờ cái con lót tiếp theo để mà end game anh em ạ. Mặc dù là team của mỡ đã ép được team bạn lên tận gọi là nhà nó chẳng còn cái gì ngoài cái nhà chính rồi, nhưng mà vẫn phải đánh một cách cẩn thận để mà có thể gọi là end game. Đây rồi, chờ cái con lót này để mà ăn end game anh em nhá. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận cái thằng rau mùi. Chúng ta phải cẩn thận cái thằng rau mùi anh em ạ. Đang không thấy nó đang ở đâu. Mỡ sẽ lao vào gót trước ngay khi mà mỡ có được tầm nhìn của nó anh em ạ. Phải hạ gục cái con gót trước. Đây rồi, Harris đang đẩy lẻ ở đường trên. Chắc là Harris vẫn cứ đẩy. Mỡ thấy thằng rau mùi anh em ạ. Đây, để mỡ nhá, bật chiêu cuối này. Nhảy qua tường, dồn sát tường, chọc nó luôn này. Ây da, thằng rau mùi này may quá. Chạy được rồi anh em ạ, nhưng mà không sao. Roger lên bảng, Nata lên bảng, Edith lên bảng. Chắc chắn có lót này của mỡ A3, win rồi. Edith đẩy nhà luôn rồi. Thằng này rau mùi. Anh em, theo anh em thì cái con God ở trong trận đấu này nó có rau mùi hay không? Nhớ để lại comment bên dưới video clip này cho mỡ biết anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Peace, nhớ để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha.